làm gì sớm vậy nha? Đi làm chứ không phải đi chơi đâu mà gì sớm. Ba chồng nha. Đi ra, đi ra, đi vô đi. Chồng, hôm nay á em có nấu mấy món ngon cho chồng ăn nha. Chồng ăn thử nha. Chồng ăn đi. À mà chồng, công việc ở công ty chồng sao rồi? Tới giờ ăn rồi. Bớt nói đi, nói nhiều quá. Là nhẫn, nhẫn. Mà nấu ăn không có rau rác gì hết trơn. Ăn đồ ăn kiểu này có ngày sạc nhịp á. Thì lâu lâu vợ chồng mình mới ăn sang một bữa mà chồng. Ăn sang. Cô có biết tôi đi ra ngoài làm kiếm tiền cực nhọc lắm không? Chứ đâu phải như cô ở nhà chơi thôi. Ăn đi, nhìn cái gì? Dạ. Dạ em nghe. Dạ, dạ bữa tiệc mà 20 tháng 10 dành cho chị em phụ nữ trong công ty á thì em đã chuẩn bị hết rồi. Ổn hết à? Dạ, chắc chắn rồi. Dạ. Dạ, ngày mai em với vợ chồng em tới mà. Dạ, dạ, em hứa. Dạ, cảm ơn anh. Nhà mai em khỏi nấu cơm nha. Mai 20 tháng 10. Chồng ăn cơm đi. Alo, tao nghe nè mẹ ơi. Chắc không được quá mẹ ơi. Tại hôm nay chồng tao chở tao đi ăn tiệc với công ty rồi. Thôi để dịp khác nha. Bye mày. Ủa, alo, chồng hả? Sao chồng chưa về nữa? Về chứ gì mà về.
về, tôi đã nói là hôm nay tôi dự tiệc ở công ty mà. Ờ, nhưng mà chồng nói với em là... Nói cái gì mà nói, thôi ngủ trước đi, đừng có đợi tôi về. Ờ, chồng... Mặt đẹp, váy đẹp. Tôi đi làm cả ngày, kiếm từng đồng từng cắt. Cô ở nhà rảnh rỗi đi kiếm chai. Hả? Em không biết gì hết vậy? Tại sao ngày hôm nay tất cả phụ nữ đều được trân trọng yêu thương, còn tôi thì phải câm lặng chờ như vậy chứ? Tôi đã bảo cô đừng có chờ tôi mà. Cô không nghe. Hả? Hả? Nghe bình thường. Anh bận rộn, tôi đâu có đòi hỏi anh cái gì đâu. Hôm nay dù sao anh cũng không được đối xử với tôi như vậy. Cái ngày hôm nay tôi chuẩn bị, tôi ăn mặc đẹp để đợi anh về chở tôi đi ăn tiệc cùng anh. Nhưng mà đối xử với tôi như vậy hả? Tôi giao du bạn bè biết bao nhiêu người dẫn cô theo, cô nói nàng léo phép lúng ta lung tung để mất mặt tôi à? Hả? Anh nói cái gì? Tôi là vợ anh chứ không phải là tôi còn ở trong nhà này mà nó là anh mất mặt. Anh hơi mất mặt vậy anh cứu tôi vậy làm gì? Nên bây giờ tôi mới hối hận khi cưới cô nè. Anh nói cái gì? Tôi nói tôi hối hận khi cưới cô. Thôi em đi, tôi phải ngủ mai đi làm. Giờ này nó phải giờ cũng khóc đó. Cô ghen phải không? Mai tôi còn đi làm nữa. Giờ không phải ngủ sớm. Giờ này giờ cũng khóc à. Tôi chán cô lâu lắm rồi. Đôi lần em đã cố quên đi hình dung anh, đôi lần em đã muốn nói thôi lần chia tay, nhưng vì sao con tim em vẫn nhớ thương anh, nhưng vì sao em không thể nói để đến